tin vui cho những bệnh nhân đang hàng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện lớp tập yoga miễn phí. Khi đến với lớp học yoga này, các bệnh nhân sẽ được hướng dẫn các thao tác sao cho phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời được cải thiện sức lực và trí lực, sẵn sàng chiến đấu với bệnh ung thư. Và đã có nhiều bệnh nhân sau vài tháng tập yoga tại đây, tình trạng sức khỏe đã cải thiện đáng kể. Nhìn những thao tác linh hoạt này, tinh thần minh mẫn của ông Phạm Văn Chí bây giờ, ít ai biết được rằng cách đây 5 tháng, sau khi nghe tin mình mắc bệnh ung thư hạch di căn, là những ngày sống như có án tử treo trên đầu. Hôm nay, tụt nữ, ông bạn bè đã đến lớp yoga miễn phí này với hy vọng sức khỏe và tinh thần được cải thiện. Tôi căng bụng lên, thở ra, tôi hóp sâu vào.
chị thấy ai mạnh bên phải ạ? À? Bên phải giữ